Thượng Hải Vinh Hotel kiêm luôn nhà hàng Trường Phúc. Rồi, và bây giờ mình sẽ vào khu vực bên trong Lê Tân khách sạn cho các bạn xem. Đây, đây là khu vực quầy Lê Tân của khách sạn reception. Chúng tôi xuất trình chứng minh để làm thủ tục nhận phòng. Đây rồi, chúng ta đã được nhận được phòng rồi nhá. Rồi đây nhá, đây là khu vực nhà vệ sinh nhá. Đây vệ sinh khép kín nhá các bạn nhá, bồn tắm đứng nhá. Đấy. Wow. 3 giường luôn các bạn ơi, 3 giường luôn. Có ấm điện này. Này không, tắm không quay. 3 giường nha các bạn nha, 3 giường. Đây view thành phố này. Wow. Wow, view thành phố đẹp tuyệt vời luôn. 3 giường luôn. Tủ trang điểm này. Máy nóng lạnh này. Màn này, rồi ok. Rồi các chị vào đi. Chị vào nhận phòng đi. Rồi vào đây. Đây bật điện trên này nữa. Đấy nữa. Đấy. Đẹp quá, phòng đẹp quá. Phòng nào cũng có city này. Chắc cái nhà mình yêu cầu là phòng 2 giường hết cho nên là họ bố trí phòng 2 giường. Chứ nếu bình thường là có cả phòng 1 giường lớn. Có cả 3 giường luôn. Đấy đúng rồi. Đây city đây, view đây. Đây view đây. Thẻ từ đấy, thẻ từ đấy, kiểu như thẻ từ nó cắm đấy. Đấy. Đó. Đúng rồi, anh rút ra nó mất đấy. Thì cảm ứng mà. Đây. Khách sạn Trường Hải Hotel. Đó. Công nhận là 3 sao. Trên này có nội quy của khách sạn này. Có các bảng giá phòng, các bảng giá tổng đài này, có bảng giá nước uống này, đấy, được đủ các loại hình dịch vụ này. Còn cái phần massage này mình chưa có nghiên cứu, mấy anh đang hỏi massage mà chưa có hỏi thử. Rồi chứ anh ở với ai? Hả? Anh ở với ai? Ở với anh Dung. Anh ở lúc lấy xe xuống lấy chìa khóa, muốn ở muốn có phòng xuống lấy chìa khóa trước đi cho lấy xe không đó phải lấy. Thôi không sao đâu. Cứ tính sau đi. Rồi, đây. Villa này là hệ thống cầu thang bộ của khách sạn. Đó, có cầu thang bộ luôn. Vậy là một tầng có tới là 12 phòng. Này, một tầng có tới 12 phòng. Số cuối cùng đây là 712 này. Đấy. Tầng có tới 12 phòng. Rất rộng rãi và thoáng mát, có đường luồn hành lang thông giữa các phòng với nhau. Đấy. Rất rộng, xây thoải mái. Và có hai cầu thang bộ này. Phía bên này có một cầu thang bộ nữa đây. Đấy. Phía bên này có một cầu thang bộ nữa. Và hai cầu thang bộ thoát hiểm. Đấy. Phía bên đây là chính là khu vực thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Và trên khách sạn Trường Hải thì các bạn có thể nhìn xuống dưới, các bạn thấy hết được toàn cảnh luôn. Bên đây là hai cầu thang máy chạy liên tục. Tuyệt vời không anh? Ok không? Hả? Ok hả? Mở ra cái cửa ấy. Sau đây, sau khi mình nhận phòng xong thì mình mới lên khu vực tầng cao nhất để xem có hồ bơi không. Thì hiện tại là tạm thời mình không thấy có hồ bơi các bạn nhé. Và đây các phòng của khách sạn đều thiết kế là cái cửa sổ xéo như thế này, thì tất cả phòng đều thấy được đường quốc lộ. Phía trước mặt các bạn đó chính là đường quốc lộ 1A. Đây là khách sạn Trường Hải Hotel Trường Hải Vinh đó.
Trương Hải Vinh Hotel. Và như các bạn đã biết thì đây, cái đối diện khách sạn là khu vực đường quốc lộ 1A. Và bên tay phải là rất nhiều quán ăn, quán cà phê. Nói chung là cái view của khách sạn khá là đẹp và một vị trí là khá là đắc địa. Chung phòng tương đối, 3 sao như vậy là gọi là tương đối, nhưng mà thiếu hồ bơi. Hay có thể là hồ bơi họ di rời ra một vị trí khác cho mình không nắm được. Cơm lễ mình lên khu vực là tầng cao nhất, tầng 10 là chưa thấy có hồ bơi. Thế mình hỏi lại Tân xem là hồ bơi nằm ở đâu. Mỗi một lần đi là một lần khó, cho nên là mình muốn đi tới đâu là mình đều muốn lưu lại những kỷ niệm ở tại nơi đó. Nên là mình sẽ quay lại những cái gì mà mình đã trải qua cho các bạn xem. Như mình được biết thì ngoài kinh doanh khách sạn ra thì khách sạn Thượng Hải Vinh còn kinh doanh thêm nhà hàng, tiệc cưới. Và ở ngoài khu vực này thì được trang trí khá là nhiều đèn LED, được trang trí vào những cây xanh. Và mình xin nhắc lại nha, mình đang ở khách sạn Thượng Hải Vinh Hotel ở khu vực là 26 đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Buổi tối thì camera nó không bực nét lắm cho nên là các bạn cố gắng thông cảm. Như vừa xong mình có hỏi thăm khu vực buổi lễ tân thì mình được biết là khu vực khách sạn này được xây làm hai lần. Lần đầu tiên là cái khu vực mình mới quay vừa quay xong là nó hơi bị cũ hơn một chút. Và cái khu vực bên này là khu vực mới hơn. Ở đây chị ơi, đây đúng rồi. Tầng 3 chị nhé, tầng 3. Tầng 3 là nhà hàng. Và muốn mà xoa bóp đầu vai gáy cổ cánh thì lên tầng 4. Tầng 4 là xoa bóp đầu vai gáy cổ cánh. Đây. Em anh thôi. Chắc đang hội họp, đang chờ nhau. À đây, đang giao lưu. Đây. Đây là lễ tân của khu mới. Không những chỉ đoàn chúng tôi mà có rất nhiều đoàn khách khác cũng tập trung về đây, chứng tỏ đây là một cái khách sạn được rất nhiều những vị khách tin tưởng chọn lựa và ở. Đây, bên này mình thấy nó tất cả mọi thứ đều sang trọng hơn này. Từ khu vực là cầu thang bộ này tới những trang trí này. Chúng tôi rất may mắn được Hội Chữ Thập Đỏ Nghệ An tiếp đón và mời cơm. Bây giờ chúng tôi sẽ lên khu vực ăn cơm. Đây, ô đâu rồi? Đây. Đây, phòng riêng luôn. Chắc chắn nhỉ, đẹp quá nhỉ. Thực đơn trong ngày hôm nay rất ngon nhá. Thực đơn của Chữ Thập Đỏ này. Hôm nay là bị lụt. Cho em xoay cái nha, cho em xoay cái nha. Đấy, xoay em quay cái. Nào mày quay đi, tao quay dần dần cho. Cầm máy đi. Rồi ok. Nhưng đừng có cái mặt tao. Đằng sau đừng đi với tao, mày vào đây tìm được gái già, tao đã chẳng tìm được gái như vậy thế. Ôi nó nhỏ tôi, nó to tiết lộ hết rồi. Rồi ông mày, mày tao biết mày. Hello, mến chào cả nhà. Đây, phía sau đây, trước mặt chúng ta đây là khu vực là thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Và bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi ăn sáng. Hôm nay mình có chế độ và tiêu chuẩn ăn sáng theo combo của khách sạn. Nó là buổi sáng này là có ăn sáng, mình chưa biết là ăn sáng theo phần, theo món hay là theo phương pháp là buffet.
Giờ thì mình sẽ xuống. Một xuống. Anh ăn sáng ở đâu nhỉ? Ở trong này, à, cái chỗ ăn tối đúng không? Rồi. Vâng, ăn sáng là ở cái chỗ ăn tối các bạn nhé. Hôm nay thời tiết Vinh thì nó hơi gió, thực ra là tương đối mát và có phần hơi lạnh. Lạnh đúng rồi, lạnh, hơi xe lạnh rồi. Bê không cắn à? Tiết trời hôm nay là hơi xe lạnh. Đây, mình sẽ quay thành phố Vinh ở ban ngày cho các bạn xem. Đó, lúc này trẻ con đang đi học này. Đó, dân thì đang đi làm. Và bầu trời thì có một bầu trời là hơi xám, trời không được trong xanh lắm. Và chúng tôi sẽ đưa các bạn đi buổi sáng. Đây, mình đã tới khu vực ăn sáng các bạn nhé. Đưa vé đúng không? Sớm thế? Tôi không ăn mà chỉ người ta ăn hết rồi. Vâng. À, buffet à? À, buffet các bạn nhé. Đây. Rất nhiều đồ ăn. Bún này, chả này, xôi này, bánh đúc này, và tây chiên này, bánh chày. Khu ở bên này là nước uống này. Khu ở bên này là trái cây tráng miệng này. Thứ trưởng Hoàng Sơn chỉ cho biết bộ sẽ khuyến khích phát triển đẩy mạnh hợp tác để tổ chức kinh doanh và sản xuất sau đó sản xuất sản xuất sản xuất sản À, xôi nóng. Cơm chiên. Thịt bò, này súp nóng. Cháo trắng. Ở bên này là một số quầy thức ăn nóng. À, quay tờ review tí cho đầu bếp. Một ngày mình tiếp khoảng bao nhiêu khách anh nhỉ? Dạ, một ngày 200 khách một ngày à? Đấy, ổn định quá anh nhỉ. À, đây là đặc sản đúng không? Súp lươn, lươn xương gà đúng không? Súp lươn. Súp lươn. À, thế anh cho em một chén. Súp lươn à, gồm lươn tươi và nước súp. Chứ không phải là cháo à? Không. Gần gần giống cháo. Súp. Súp. Ăn kèm với bánh cuốn và bánh mì. Thầy cuốn bánh mì. Cháo là khác. Được rồi, chút xíu phải làm đấy nha. Em mới tìm bàn. Đây. Cô gái chữ ghẹ này. Đấy. Cô gái chữ ghẹ thích đi làm du lịch không? Chào anh nha, chào cả nhà nha. Không lấy hoa đâu, không không nhận hoa đâu. Và rồi chúng tôi đã có một buổi nghỉ dưỡng và ăn sáng tại khách sạn Thượng Hải Vinh Hotel. Và đoàn chúng tôi chuẩn bị lên xe đi tới các điểm tiếp theo để vâng, mến chào cả nhà. Thì trên hình các bạn đang xem đây chính là mình quay bằng flycam khách sạn Thượng Hải Vinh. Khách sạn Thượng Hải Vinh có một vị trí rất chi là đẹp, nằm ở trung tâm trục đường quốc lộ chính của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
khách sạn được chia làm hai khu rõ rệt. Cái khu mình đang ở là khu hơi cũ một chút xíu, có giá niêm yết khoảng 400.000 trên một đêm. Cái khu phần mới là mới hơn là ở khu vực là chỗ ăn sáng thì nó có giá khoảng là 550.000 trên một đêm. Nói chung mức giá này ở thành phố Vinh với lại có tiện ích là ăn sáng luôn thì mình thấy giá khá là hợp lý, đồ ăn sáng ngon và phong phú. Và qua đây mình cũng xin cảm ơn Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Nghệ An đã chào đón đoàn Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bắc Giang. Và qua đây mình cũng xin kính chúc hai tỉnh luôn luôn có một tình bạn khăng khít với nhau, gắn bó keo sơn. Có gì thì hai tỉnh sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Và mình cũng rất may mắn là mình được là người đồng hành cùng với đoàn. Và những video tiếp theo mình sẽ đăng tại những tập hành trình đỏ sắp tới. Mong các bạn chú ý đón xem. Cảm ơn cả nhà mình nhiều.